Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trình đã đến kiểm tra công tác thực hiện cách ly tập trung tại một số khách sạn trên địa bàn thành phố. Đến kiểm tra thực tế việc tổ chức thực hiện công tác cách ly tập trung tại hai khách sạn ở quận Sơn Trà và hai khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn được chọn để cách ly người dân Đà Nẵng được đóng về từ thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình đề nghị quận Sơn Trà và Ngũ Hà Sơn kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại các khách sạn này, đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, quan tâm đến việc giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cũng như chế độ ăn uống cho người dân thực hiện cách ly, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo về phòng chống dịch đối với các đồ dùng thiết yếu mà người dân cử vào cho người thân đang cách ly, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cũng chia sẻ với những vất vả và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các quy định về cách ly không để lây nhiễm chéo.